cơn sốt bóng đá đang càn quét nước Nga và ngay cả các bếp ăn, nhà hàng, khách sạn ở quốc gia này cũng không tránh được cơn sốt đó. Tại một khách sạn ở Moscow, đầu bếp Sergei Bosso đã dành rất nhiều công sức và thời gian cho quả bóng sô-cô-la hình trái bóng hoàn hảo này. Đầu bếp Sergei Bosso cho biết đây chính là món quà mà ông muốn dành tặng cho những thực khách hảo ngọt. Để làm món này, chúng tôi sử dụng dừa nạo và một số màu thực phẩm để tạo hiệu ứng sân cỏ. Tôi đã nếm thử rồi, chỉ có thể diễn tả bằng hai từ, tuyệt hảo. Tôi tin thực khách sẽ hài lòng. Ngoài việc làm hài lòng dạ dày của thực khách, các khách sạn ở Moscow cũng đã sẵn sàng để đáp ứng nhu cầu tăng vọt của du khách trong dịp World Cup. Nhưng nếu du khách muốn tiết kiệm tiền, thì họ có thể lựa chọn các nhà trọ trong thành phố. Giường được thiết kế trong các căn phòng kiểu khách sạn con nhộng, nhờ đó du khách vẫn cảm nhận được sự riêng tư và an toàn. Để đảm bảo quyền lợi của du khách trong và ngoài nước, các nhà chức trách Nga cam kết sẽ tiếp tục siết chặt quản lý các đơn vị kinh doanh lưu trú, lợi dụng tăng giá và quảng cáo phóng đại.